Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Thành Đạt Bất Động Sản. Thị trường bất động sản tại Hạ Long với tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với sự tăng trưởng của du lịch thì không chỉ thúc đẩy sự phát triển sôi động của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng mà các phân khúc khác cũng sẽ được hưởng lợi lớn. Nguyên nhân đến từ lực lượng lao động trẻ, nguồn cán bộ chuyên gia, học sinh, sinh viên đến từ khắp nơi đang đổ về đây sinh sống và làm việc. Cùng với sự gia tăng của bộ phận cư dân cũng kéo theo sự lên ngôi của căn hộ chung cư với môi trường tiện nghi, được tích hợp nhiều tiện ích, thuận tiện cho cái việc tận hưởng các giá trị sống. Đặc biệt là giá cả của các căn hộ chung cư thì phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều người. Đơn cử như các căn hộ chung cư tại khu đô thị Hạ Long Manila thì được biết dự án vào thời điểm vừa mở bán thì đã chứng kiến một lượng giao dịch rất là lớn. Tất cả các căn hộ đều nhanh chóng tìm được chủ nhân sau đó. Và tuy nhiên thì thực tế cho thấy cái số lượng dự án nằm trong các khu đô thị hiện đại ở Hạ Long như là dự án Citadin Manila vẫn ở mức khiêm tốn và chưa thể giải quyết được cơn khát của thị trường. Vì vậy mà phân khúc này vẫn được dự báo sẽ là một trong những cái phân khúc tiếp tục lên ngôi trong thời gian tới. Trước mắt anh chị đây chính là thiết kế của tòa tháp căn hộ dịch vụ khách sạn cao cấp Citadin Manila Hạ Long. Dự án này thì đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư bởi tầm view ngắm trọn vẹn vịnh Hạ Long tuyệt đẹp. Đồng thời thì được quản lý chuyên nghiệp bởi Citadin thuộc The Accor Limited. Khuôn viên xây dựng căn hộ Citadin Manila Hạ Long rộng đến 5.287m2 với quy mô gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng nổi và 1 tầng hầm. Mật độ xây dựng khối đế là 65% và khối tháp đó là 45%. Trong đó thì khu vực tầng 1 sẽ là khu vực thương mại, nhà hàng hay là sảnh lễ tân và phòng họp. Ở trên tầng 2 và tầng 3 sẽ là khu vực để xe. Trên tầng 4 là sẽ là có khu vực tiện ích, đó là bao gồm bể bơi ngoài trời, phòng gym, spa và khu sinh hoạt cộng đồng. Từ tầng 5 trở lên thì đó là các căn hộ cao cấp và dịch vụ khách sạn. Ở trên tầng 30 sẽ là khu vực tầng thượng và sẽ có bao gồm sky bar và khu vực hồ bơi trong nhà. Citadin Manila Hạ Long thì có tổng đó là 292 căn hộ cao cấp với diện tích từ 30 cho đến 194m2, bao gồm các loại hình căn hộ từ 1 cho đến 3 phòng ngủ và studio. Đi kèm với đó là 580 căn hộ dịch vụ khách sạn cũng có diện tích dao động từ 30 cho đến 115m2 và bao gồm các loại hình căn hộ đó là studio và căn hộ 1 phòng ngủ. Vị trí của dự án Citadin thì nằm tại trung tâm bán đảo 3 khu đô thị Hạ Long Manila. Ưu điểm nổi bật của vị trí theo đánh giá của Thành Đạt đó là dự án sở hữu một tầm view vĩnh viễn hướng ra vịnh Hạ Long tuyệt đẹp, nằm trong cái tổng thể khu đô thị Hạ Long Manila thừa hưởng nhiều tiện ích đã được hình thành và sở hữu một sức bật về giá tốt nhờ hạ tầng xung quanh liên tục được đầu tư và hoàn thiện. Hơn thế nữa thì dự án Citadin thì theo Thành Đạt đánh giá dự án được bao bọc xung quanh là những cái công trình du lịch vốn đã rất là đông đúc, phải kể đến như là công viên giải trí lớn nhất Đông Nam Á Sun World hay là khu vực mua sắm thưởng thức ẩm thực tại chợ đêm Hạ Long và hay là khu vực bảo tàng Quảng Ninh ở phía bên kia của Hòn Gai. Đặc điểm trong cái thiết kế của chung cư Citadin Manila Hạ Long là dự án nhìn từ bên ngoài có một thiết kế rất là sang trọng vì thiết kế uốn cong mềm mại và nổi bật. Còn đối với trải nghiệm khách hàng thì ấn tượng đầu tiên của Thành Đạt về dự án này đó là sở hữu một cái ban công cực kỳ rộng, giống như một phòng khách thứ hai vậy. Chính vì thế mà gần như là 100% các căn hộ trong dự án Citadin này đều có cái view hướng vịnh cực là đẹp. Phải kể đến một trong những cái đơn vị vận hành The Accor Limited của dự án Citadin thì The Accor Limited là một trong những cái thành viên của tập đoàn Capitaland. Đây là một nhà vận hành căn hộ dịch vụ quốc tế đứng đầu tại Singapore với hơn 35 năm kinh nghiệm. Và đây cũng là một nhà đầu tư có lẽ rất là quen thuộc với ba thương hiệu đó là Accor, Somerset và Citadin. Và trong đó thì Citadin là một trong những thương hiệu phát triển nhanh chóng nhất của các tập đoàn này và được đẩy mạnh tập trung chủ yếu tại các thành phố du lịch tại Việt Nam. Khách sạn mang thương hiệu Citadin có ở Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng và luôn được nhận được phản hồi rất là tốt từ phía khách hàng. Đồng hành với dự án Citadin đó là chủ đầu tư B Group. Thành Đạt nghĩ rằng thì có 3 điểm mà nhà đầu tư cần biết để đánh giá đúng về chủ đầu tư này. Đó là B Group là một trong những cái số ít tập đoàn kinh tế tư nhân tại Việt Nam trải qua một hành trình dài đến 25 năm. Tiếp theo đó là lĩnh vực mũi nhọn của BIM là phát triển du lịch và đầu tư bất động sản, không phải doanh nghiệp tay ngang. Và một điểm phải kể đến đó là nhiều thương hiệu lớn lựa chọn đồng hành cùng BIM Group, đó là Intercontinental hay là The Accor hay là Saling Club, và cũng khá đủ để thấy tầm vóc của tập đoàn BIM Group này rồi. Và đây là một trong những cái điều minh chứng rõ ràng nhất là BIM Group đã hoàn thiện những cái công trình cực kỳ đẳng cấp và dần lộ diện trở thành cái người khổng lồ trong phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hạng sang. Dưới cái góc nhìn là một đối tác đồng hành của BIMland thì Thành Đạt tin tưởng vào năng lực và tâm huyết của đơn vị này trong quá trình thực hiện dự án. Và trên đây là những cái đánh giá phân tích những cái yếu tố chính xoay quanh dự án căn hộ khách sạn Citadin Manila Hạ Long. Hy vọng là những cái trải nghiệm và kiến thức của Thành Đạt sẽ mang đến cho quý nhà đầu tư một cơ hội đầu tư rất là tốt.
Nếu như anh chị và các bạn có nhu cầu tìm hiểu về dự án Citadin Manila Hạ Long thì có thể liên hệ cho Thành Đạt qua số hotline em để bên dưới video. Rất mong là được hỗ trợ tư vấn cho anh chị lựa chọn được loại hình căn hộ phù hợp nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.